Chào, làm cho anh em, hôm nay máy mới về rồi này. Đấy. Em vừa đi làm về phải chạy ra lấy máy luôn. Ông shipper bảo kỷ lục đầu tiên ông giao hàng đúng 10 giờ. Hôm nay vợ cho tiền mua máy hay cho vợ đập hộp luôn nhé. Cho anh em xem quả máy rất là xịn sò nhá. 494.000 máy của T-Bin anh em nhé, GTS 3 năm 2019 này, máy full kim loại. Đấy, anh em đánh giá con này ngon lắm, câu nục thì tuyệt vời luôn. Thì em hôm nay đi câu chưa kịp làm video nhưng mai làm cho em xem nhé. Thì nay đang xây chả là con chết mẹ nào, em đang định mà bán bộ cần, anh em nào muốn mua thì inbox cho em. Đấy, một hộp ở đấy hôm nay xin 80 à, hôm nay bảo người ta cho thêm một cước thế là người ta cho luôn đấy. Cái đầu tiên nó không có cước đâu. Thế mình gọi mình bảo cho thêm một cước đây cho luôn. Máy trong trong hộp đẹp luôn đấy. Sợ. Máy này máy 5.000. Full kim loại. Ấy, sao chồng một chất nữa. Nặng lắm ấy. Nó con này nhẹ hơn con kia, chắc chắn nhẹ hơn con kia. Anh em Full mình kim loại thì nhẹ, là thằng nặng hơn lại nhựa. chồng nó trâu bò này không đấy, sao được của nó chồng máy phun kim loại nó sướng anh em ơi. Ống máy luôn nhá, đặc biệt mình mua mình thích nhất cái đế này, cái trống này khi nó trống vào đập ấy nó bằng kim loại, nó rất là cứng nhá, khi mình rơi này ấy nó tì xuống nó không sợ xước cái phần phần sơn này. Đấy, thích nhất là cái điểm này của nó và cái này của nó này. Đấy, full kim loại luôn, sóng bóng GTS 3. Nói chung là con này quay rất là mượt nhé. Cầm thì máy 5.000. Full kim loại hết, nhẹ cái này đẩy nãy rất là nhẹ. Thì giờ tỷ lệ của nó ghi là 491, con này là 9 cộng 1 bạc đạn, tay tay gấp luôn, bấm phát gấp. Đấy, rất là gọn. Nói chung là để tí so với con bác, đợi em lấy con để mai đi em quay đoạn này trước, giờ háo hức quá tháo ra quay trước cho anh em xem nhá, để mai em sẽ so sánh với con NC7000 ra, xong em ghép video cho anh em qua xem nhé. Giờ em ăn cơm tắm rửa đã. Ơi quá hay bóc ra xem luôn này. Để mai quay chi tiết cận cảnh cho nó đẹp. Anh em xem. Đây trước của mình là con máy LC7000 này. Máy này thực sự là nói chung là nó cũng rất là đẹp, nếu mà nó mới thì cái này rất long lanh, cố nhất rất là đẹp. Nhưng mà khổ nỗi mỗi cái phần này nó bằng nhựa. Đấy, nó bị chảy xước rất nhiều. Qua thời gian sử dụng mấy cái chân này nó bằng nhựa. Đấy. Nặng lắm, máy này nó bằng quá bằng nhựa mà chúng cầm đi rất là nặng. Bây giờ cho em cô tập cô năng C nó thừa 4 máy liền. Mẹ cần toàn cần hai khúc thì em mới câu vài lần rất là mới. Bạn nào có nhu cầu mua lại thì em inbox cho em để lại giá rẻ cho. 4 con liền. Đấy, anh em nhìn này. Anh em đi mua máy đừng bao giờ để ý cái thông số làm gì nhé. Bạn nếu có thể là kêu đừng để ý cái thông số của máy, thì mặc dù con này nó là 13 bác đạn. Đấy, nhưng mà quay này. Đấy, anh em nhìn nó rất là nặng, quay nặng tay mình. Số vòng không nhiều nhưng mà con này có 9 bác đạn này. Em cho xong con T-Bin có 99 bác đạn này. Quay tích thong lò luôn rồi, rất là trơn, rất là nhạy. Đấy, mà không có độ dơ, con này không có độ dơ. Quay dừng lại dừng ngay, quay dừng lại dừng ngay đúng không? Mà cái con này nó khác. Con này mà quay dừng lại nó có tiếng kêu. Đấy. Đấy. Chính hôm em mà quay em dừng lại nó cạch phát cá nó nồi phát nó mới vỡ cái bên trong ấy. Còn con này nó không có độ dơ vậy. Rất đẹp. Mà cái tiếng tiếng kêu của máy này đã thôi rồi luôn đấy. Đấy bao nhiêu đấy? Kiểu tay. Kiểu rất là hay, rất đẹp. Cái này nó bằng kim loại nơi rất là chắc. Chứ em đi cùng con này ấy, khi mình lắp vào bát máy thì giật đấy nó cứ đưa đưa máy máy nặng mà nó cứ đưa đưa
Đấy, được rồi. Đấy. Con này nó chắc chắn này, này. Quên đi. Quay rất là mượt đấy, êm. Đấy, số vòng cước của nó anh em xem này. Cước 6.0 thì được 250 m. Cước 7.0 được 175. Nó đề điền có mấy thông số rồi. Anh em đừng bao giờ quan trọng đến cái thông số của máy làm gì nhiều nhá. Quan trọng là cái trải nghiệm của mình quay êm mượt. Chứ chắc nó bi nhiều, mấy con hàng của Trung Quốc bi nhiều mà nó quay con này đâu. Thứ nhất là cái này. Đấy. Này kim loại tỷ không sợ sức mà sợ như con này này. Con này ngoài nó cũng bằng nhựa tỷ anh em nhìn nhá, nó tỷ nó xước hết cái này. Còn đấy nó trông rất là xấu luôn. Được mỗi cái bát cái này chỉ đẹp hẳn ạ, được mỗi cái cối đẹp, cối bằng kim loại mà ngoài kêu sướng. Nhưng mà thật sự vác mấy con máy này đi cảm giác nó không an toàn lắm, lần nào em đi câu nục thì em cũng cần vác hai con đi cho an toàn, sợ nó hỏng nó vỡ như nọ đấy. Con này sau thì chỉ vác một con thôi đấy. Đã thử anh em xem sướng không. Em nghĩ là nếu bác nào đang chuẩn bị sang câu lục ấy thì nên mua một máy này, một cần lục máy này, một quả phao thế là ok, bác đi rất nhẹ nhàng mà câu nó sướng sướng hơn đang xê. Tháo cho anh em xem bên trong nhé. Đấy, chất lượng nó full kim loại hết. Đấy, nó là kêu rất là kêu rất là hay. À, quên, mỗi cái nắp cái này thì hầu như máy nào nó cũng bằng nhựa nhựa cứng. Đấy, anh em nhìn bên trong đẹp chưa, trông tỉ mỉ thế này cơ mà. Nên gắn thêm cả mặt đai ốc để giữ giữ cái con kia nó không không cho nó quay này. Đấy, anh em nhìn cái vàng vàng chưa, đây cái đai ốc ấy giữ cho con ốc kia nó không bị trượt nữa, chắc chắn mức vậy cơ mà. Con này kéo cả 20 cân cơ mà. Đây, bên trong bát nãy của nó này. Đấy, có lò xo. Nó so kéo nó đẩy ra thì nó sẽ chắc hơn so mấy cái con nào nhỉ. Để em tháo con này ra cho anh em xem nhé. Này tiếng kêu của nó cũng hay nhưng mà cái đồ ta cướp đi, cái này nó không kêu được bằng con kia được, chỉ được cái nắp này kêu thôi. Cái đồ ra cướp thì con kia nó kêu hay hơn nhiều. Anh em nhìn bên trong đấy, cái này nãy nãy nó là gạt ra đây, sau này cái nãy rất dễ là yếu nọ, em quay cái nó ngửa ra đấy, nó yếu thì cái tiếng kêu nó không 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 được như trước nữa. Nếu con kia có đầu so nó kéo lại thì tiếng kêu lúc nào cũng ngon. Con này em mua cái máy 7.000, bây giờ trên thị trường nó khoảng 170, em đang bây giờ muốn bán lại 100. Nó rất là ngon. Em bán lại 4 cái máy khoảng 100.000 con. Với lại hai cái cần hai khúc kia. Cần hai khúc thì khoảng 150. Cần hai khúc 27. Trông nó như là kiểu là đấy, quái tít luôn. Trông con này như kiểu là mặt mặt của người sắt đấy nhỉ. Đẹp nhỉ. Tôi em đang làm cái video cho anh em xem qua đi câu đang xê mẹ câu nục đây, thì có bực mình quá gặp mấy thằng đánh lưới một cái chỗ em câu mà sau này chúng nó còn bảo sao câu không được cá suốt ngày ngồi chỗ này mất cái chỗ anh lưới chúng nó bực mình. Giờ các bác đợi em làm video các bác xem nhé. Là bài mù ngủ trưa của em chắc là nhiều anh em mang đi test rồi đúng không, không biết là hiệu quả như thế nào. Thì em đi tắm mấy ngày hôm nay thì cái cá nó ăn ít đấy, ngày toàn là gặp đánh lưới mới kích thủ nên là không nên là nhiều hàng để quay video anh em xem. Thì có vào đấy có các bạn bác comment này, mùi hay lắm, hôm trước đi tắm được 6 con chép, một con 4 cân, còn lại đổ 2 cân đổ xuống đấy. Anh em nói chung là may mắn hơn em đấy, mấy hôm nay chỗ em là cá nó gần như là người ta bây giờ người ta chơi quả là vừa đi ta vừa đánh lưới đấy, cứ đánh thả lưới xong bắt đầu người ta đi kích ấy, cá nó chạy vào lưới anh em khó cầu lắm. Giờ muốn tìm cái chỗ nào nó hoang vắng với lại ít người động đến thì cá nhiều cũng mới sướng đấy.
Anh em nào đi câu được nhiều cá rồi thì comment tới cho em cầm nhá. Đọc cái những cái dòng comment là thấy rất là vui nhá. Làm cái bài mồi rất hữu ích cho anh em xem. Rồi. Giờ em mình làm cái video đã. Hẹn gặp lại anh em sau nhé.